vọng tiềm ẩn. Tôi định đưa ra một đề nghị mà Đô Huyên đây không thể từ chối. Tham vọng giàu sang. Hãy làm cho cái thế giới này đảo lộn từ dưới lên trên mới được. Dẫn đưa con người đến đỉnh cao vật chất, nhưng đẩy họ ra xa những giá trị của tâm hồn. Tôi không thể nào tiếp tục cùng đi với cậu được nữa. Hãy cùng nam tài tử Chang Hee-yuk và hai mỹ nhân xứ Hàn Kim Hye và Lee Min-jung khám phá phần sâu thẳm nhất nơi con người trong bộ phim Vòng Xoáy Tham Vọng, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 16 tháng 4 năm 2012.